双枪迎面，笑傲今生历尽百千，把酒言欢醉相见。沧海浪边，昨夜梦里曾见，今夕波澜，何处风雨点点。是是非非恩怨，世纪红颜，携手海角天边。跃马扬鞭，苍穹一掀，那关风霜降迎面，笑傲今生历尽百千，把酒言欢醉相见。跃马扬鞭，苍穹一掀，那关风霜降迎面，笑傲今生历尽百千，把酒言欢醉相见。Mạnh đại ca, có thật là quân tin mọi việc đều do Liên Thể Hồng làm không? Có thật là Quỳnh tin Thể Hồng tỷ đã giết người? Quỳnh chỉ tin sự thật mà Quỳnh đã chứng kiến. Vô sao, chuyện đến nước này không thể cứu vãn được nữa. Điều quan trọng bây giờ là người còn sống hay không sao. Mọi hiểu không? Được, chỉ cần Quỳnh tin thì muội cũng tin. Được rồi. À phản Mạnh đại ca, tiếp theo quân định làm sao? Chuyện liên minh tiêu hãm 13 tỉnh đã sắp cận kề. Bây giờ quân phải tập trung sức lực để lo chuyện này cho tốt. Đây nhất định là một chuyện rất lớn. Đúng vậy. Vô sông, tiễn người ngàn dặm cũng phải từ biệt. Quynh tiễn muội đến đây thôi. Trên đường đi Quynh cẩn thận nha. Hai vị đi đường cẩn thận. Cáo từ. Bảo trọng. Quynh cũng bảo trọng nha. Nếu không nỡ lòng thì giữ người ta ở lại. Sư muội à, đừng nói lung tung. Mạnh đại ca cũng bận rất nhiều việc, chúng ta không thể làm phiền huynh ấy. Dù sao cô ấy cũng là cô gia của phái Phù Tang. Tang sư tỷ, sau này tỷ đừng nói chuyện này nữa. Hôm đó muội và Mạnh đại ca chỉ vì nghĩ cho đại cuộc thôi. Nhưng mà khắp giang hồ võ lâm, người ta nói sao muội cũng không cần biết. Mạnh đại ca chỉ là bạn thân của chúng ta, muội không mong có lời nói gì khiến cho tụi muội có sự hiểu lầm. Chúng ta đi thôi. Ý, vô xong, hay chúng ta ở lại giúp cậu ấy đi. Dạ, ý này được đó. Hiếm khi Quynh ủng hộ muội. Không được, nếu thật sự Mạnh đại ca cần chúng ta giúp đỡ thì Quynh ấy sẽ lên tiếng. Nếu chúng ta tự ý ở lại sẽ làm ảnh hưởng đến Quynh ấy. Chúng ta đi đi. Chúng ta có nhiều việc phải làm sao? Quynh không biết. Nè, còn không đi. À, lên đường. Đây con thường nói mẹ lôi thôi, không chịu nghe lời mẹ. Bây giờ con muốn nghe mẹ nói chuyện, nhưng mẹ không còn ở đây nữa. Mẹ, sau này chỉ còn lại một mình con phải sống sao đây?
Ngươi đến đây làm gì? Tôi đến thăm Tử La và cúng dân phu nhân. Tử La, để bên ấy qua đi. Mũi đừng đau lòng nữa. Cảm ơn. Sau này mũi tính làm sao? Không có tính gì hết, cũng giống như trước, quản lý chuyện của Tiêu Hải. Cũng tốt, đừng nghĩ đến những chuyện không vui nữa, cố gắng quản lý Tiêu Hải. Nếu có gì khó khăn, mũi nhất định sẽ... Không có khó khăn gì, có Mậu đại ca giúp, mũi không có gì đâu, mũi yên tâm. Cũng đúng, quý võ Tiêu Hãn vốn có tiếng từ lâu, bây giờ có một huynh giúp đỡ nhất định sẽ càng tốt hơn. Đủ rồi, đủ rồi. Ngươi đã khiến Tử La quá đau lòng. Nếu thật lòng muốn Tử La sống tốt, đừng đến làm phiền cổ nữa. Cũng được, hẹn ngày gặp lại. Bảo trọng. Muội không tin Thể Hồng Tỷ là hạng người này. Hai người suy nghĩ kỹ coi, Thể Hồng Tỷ cùng lớn lên với chúng ta, Tỷ là hạng người này sao? Phải đó, huynh cũng thấy kỳ lạ. Thể hiểu biết của chúng ta đối với Thể Hồng không lý nào cũng làm chuyện như vậy. Huynh đó, xong chuyện mới biết Gia Cát Lượng. Lúc đó muội đã nói thế nào? Người như Thể Hồng cả con gà cũng không dám giết, làm sao dám giết người chứ. Nhưng huynh lại nói là đừng vội vàng kết luận, phải coi sự thật. Trời ơi, tuy là nói như vậy nhưng mà Thể Hồng cũng thừa nhận. Mình nghĩ coi, người ta không tin sao được? Không lẽ cô không giết người mà cũng nhận tội sao? Không thể nào đâu. Cũng chưa chắc. Nếu tỷ vì một người, có lẽ sẽ làm gì. Mụi nói Mâu Tông Đào hả? Mâu Tông Đào đã giết vợ phu nhân. Đây chỉ là do mụi suy đoán thôi. Nhưng tại sao Mâu Tông Đào lại giết vợ phu nhân? Phải đó, điều này chính là điều mụi không sao hiểu được. Tại sao Thể Hồng Tỷ lại nhận mình giết người? Vì biểu ca hay vì chuyện khác? Mũi tin điều bí ẩn trong sự việc còn nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng tượng nữa. Sao chuyện này phức tạp quá? Mũi à, chắc lúc đó mũi quá nóng nảy rồi. Mũi, ông huynh chỉ biết trách mũi, mũi đâu biết tình hình lúc đó như thế nào. Nóng nảy, dân Tử La lúc đó còn nóng nảy hơn tụi mũi. Dù biết mẹ khổ chết thì không cần biết sự thật như thế nào đã xong tới. Nếu không phải Mạnh Nguyên Siêu chặn lại thì tôi muội đã bị cổ giết mất rồi. Điều này không thể trách dân cô nương. Người nào biết mẹ mình chết cũng rất đau buồn, không thể kiểm soát được mình. Họ báo chuyện buồn, bên ngoài có một cô nương tên Tiên Tử La xin cầu kiến. Bộ đến gây sự hả? Mời vào. Dạ. Chẳng phải chuyện này đã giải quyết rồi sao? Cô tới làm gì? Tốt nhất chúng ta hãy cẩn thận một chút. Đừng lo, dân cô nương không phải hạng người không biết nói lý lẽ. Chào Lâm cô nương. Dân cô nương, mời dân cô nương ngồi. Chẳng hay dân cô nương đến phái Phù Tang có chuyện gì không? Tình cờ tôi đi ngang qua cho nên ghé vào thăm mọi người. Không có chuyện cũng không đến tìm. Ở vùng Nhạc Sơn này cũng đâu phải là nơi phồn vinh gì, có chuyện gì làm chứ. Dân cô nương, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Phu nhân đắc tội, dân cô nương thứ lỗi cho. Chẳng qua không thể không có lòng đề phòng. Tôi hiểu, thật lòng tôi chỉ đi ngang qua, có chuyện muốn bàn với Lâm cô nương. Dân cô nương tìm trưởng môn của chúng tôi có chuyện gì để nói, muốn nói thì cũng nói hết rồi. Tăng sư tỷ, Thạch sư huynh, hai người lánh mặt một chút được không? Muội muốn nói chuyện riêng với dân cô nương. Được, vậy chúng tôi xin phép cáo lui. Dân cô nương cứ tự nhiên. Đi đi.
với cô nương. Cô có chuyện gì muốn nói với tôi à? Tôi đến để xin lỗi cô. Vì hôm đó tôi thật sự quá đau lòng, cái gì cũng nghe không lọt tai nên vô lễ quá. Không đâu, cô nói vậy là quá khách sáo rồi. Lâm cô nương quả là người rộng lượng, có con trẻ mà đã hiểu biết lễ nghĩa, thật là hiếm có. Đâu có, do cô nương cô mới là nữ trung hào kiệt. Trước đây Mạnh đại ca hay khen cô trước mặt tôi lắm. Vậy sao? Dân cô nương, thật ra tôi thấy cô và Mạnh đại ca có quá nhiều sự hiểu lầm. Chuyện trước đây qua rồi thì thôi đừng nhắc lại nữa. Dân cô nương, cô đừng bao giờ nói như vậy nha. Bây giờ tôi chỉ lo chuyện của Tiêu Hãn, không lo nghĩ gì khác. Một mình cô có làm nổi không? Cũng rất tốt, có Mậu đại ca phụ giúp tôi. Tuy là huynh ấy mới vào nghề nhưng võ công rất giỏi, tánh lại trượng nghĩa, giúp tôi nhận được rất nhiều mối hàng, kẻ xấu cũng không dám đến phá súng. Mậu đại hiệp quả thật rất oai phong. Phải, có huynh ấy giúp sẽ không có vấn đề gì cả. Còn Nguyên Siêu thì phải nhờ cô chăm sóc. À, dân cô nương, cô đừng hiểu lầm, tôi và Mạnh đại ca không có gì đâu, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi. Lâm cô nương, cô nghe tôi nói đi, có hoa nên hái thì hãy hái, đừng đợi hết hoa mà bẻ cành. Câu nói này tôi đã hiểu thâm thúy. Hy vọng Lâm cô nương đừng lặp lại sai lầm của tôi. Bây giờ tôi không có nghĩ ngợi gì hết. Chuyện của phái Phù Tang cũng làm tôi đủ mệt lắm rồi. Nguyên Siêu là bạn thân của tôi hy vọng huynh ấy được hạnh phúc. Lâm cô nương là người thông minh, tôi nghĩ cô hiểu tôi nói gì. Được rồi, giờ này không còn sớm nữa, tôi đi đây. Tôi tiễn cô. Thôi khỏi. Đại nhân, ngài nhận đỡ ngân phiếu này. Tôn Đạo, người quả là được việc đó. Đại nhân quá khen. Tại hạ chỉ dựa vào quyền thế của đại nhân ở trong triều, nếu không sao lại có người khi không dâng ngân lượng cho chúng ta. Bây giờ Trung Châu Tiêu Hãn đã vang danh bốn phương, bất cần ra lệnh, có thể nói vung tay hô to, kẻ tụ tập vô số. Có điều là công lao của đại nhân, tại hạ mới có cơ hội cáo mượn quay hùng. Đừng nói vậy, cái quản lý Tiêu Hãn cũng rất vất vả. Đại nhân, chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Ngươi là người thông minh. Tôn Đào quá là nửa mừng nửa lo. Hơn nữa ngươi làm rất được việc, khiến ta rất hài lòng. Có điều gần đây, ý của đại nhân là ngân lượng không đủ hả? Tôn Đào, ngân lượng tuy tốt, nhưng con người sống ở đời không chỉ có ngân lượng. Đại nhân, thử nghĩ coi, có ngân lượng rất tốt, nhưng nó lạnh lẽo, đâu có thể ôm lấy mà ngủ. Gần đây lưng của ta không được dễ chịu, ta cảm thấy nên kiếm một người đấm bóp cho ta. Tôn Đào hiểu. Tôn Đào sẽ tìm cách để khiến đại nhân được hài lòng. Bởi vì ta nói ngươi là kẻ thông minh mà, chỉ nói một câu là đã hiểu rồi. Đó cũng nhờ đại nhân dạy dỗ tốt thôi. Tôn Đào à, thật ra mấy chuyện về phụ nữ cũng không có đáng là gì hết. Hả? Bình thường thì không cảm thấy gì, nhưng mất rồi thì lại không được. Dạ phải. Quốc sắc thiên hương. Trong triều đình bận nhiều chính sự, quốc sự lại nhiều, ta cảm thấy nên tiêu khiển cho đã để điều tiết lại. Như vậy mới nói có thể trung thành với hoàng thượng, giúp đỡ cho dân. Dạ phải, đại nhân vì quốc gia đại sự dốc hết tâm sức, những chuyện nhỏ này để tiểu nhân làm. Thật sự người nói câu nào cũng có lý hết. Còn sau này chuyện của Tiêu Hãn thì phải phiền đại nhân bận tâm. Không thành vấn đề, người cứ yên tâm kiếm tiền của người. Nè, Thái tử Dương đó thế nào? Có thấy ta đang suy nghĩ không? Ngươi hỏi cái gì chứ? Xem ra đã đến lúc. Lúc gì? Ngươi có biết suy nghĩ không? Sao chuyện gì ngươi cũng hỏi ta vậy? Thật tình ta không biết nuôi ngươi để làm cái gì.
Tác đại nhân nói chuyện của Tiêu Hãn đã có ngài lo, kêu chúng ta yên tâm mà làm. Ta nghĩ việc đầu tiên chúng ta cần làm là phá hủy đại hội liên minh Tiêu Hãn 13 tỉnh. Mạnh Nguyên Siêu thật sự là một tai họa, muốn chống đối lại chúng ta. Xem ra phải tìm cơ hội tiêu diệt hắn. Ý của Tác đại nhân là bây giờ chưa phải lúc. Sao lại chưa phải lúc? Khi nào mới đến lúc? Đợi hắn làm minh chủ liên minh Tiêu Hãn 13 tỉnh mới là lúc tốt sao? Ý của tôi không phải vậy. Tôi chỉ nói tôi chưa nắm chắc phần thắng thôi. Với lại bây giờ chúng ta mà giết hắn là quá dễ dãi cho hắn. Vậy thì ngươi muốn sao? Ngươi làm việc dùng dằn dây dưa là có ý đồ gì? Thực ra Mạnh Nguyên Siêu hoàn toàn không tin tưởng tôi. Bỏ đi. Hãy kêu ngươi làm việc ngươi cũng đều như vậy. Lôi thôi không quả quyết. Sớm muộn gì chuyện của ta cũng bại bởi tay ngươi. Xem ra ngươi không thể làm việc lớn. Giúp ta làm một việc khác đi. Chuyện gì? Kiếm phụ nữ cho Tác đại nhân. Hả? Ngươi đừng nói với ta là không phải lúc nghe. Chuyện này ngươi phải làm cho ổn thỏa. Được. Sao? Không hài lòng hả? Không phải. Tôi đang nghĩ tới đâu tìm thôi. Ngươi có đầu óc cứ tự suy nghĩ đi. Đừng kiếm mấy ả dung chi tục phấn đó nghe. Không ngờ đệ lại nghĩ đến chuyện thành thân nữa. Đúng là chuyện vui. Là chuyện vui của Dương gia chúng ta. Đã có người vợ hiền ắt sẽ có đứa con. Được rồi, tỷ cũng không nói nhiều nữa. Đệ hãy chuẩn bị đi. Lát nữa có mấy cô nương đó sẽ đến đây. Nhìn xinh đẹp là được rồi. Đàn ông nào cũng vậy hết. Đệ đó rốt cuộc đã suy nghĩ thông suốt rồi. Một nam tử hán vì người phụ nữ mà đòi sống đòi chết. Phụ nữ trong thiên hạ này thiếu gì chứ. Biết bao nhiêu người tốt hơn cô Dương Tử La đó. Đừng nhắc tới cổ có được không? Được. Không nhắc cổ nữa có được chưa? Lát nữa để hãy tập trung một chút, cố gắng chọn con dâu tốt cho dân gia chúng ta. Trời ơi cô hai, hình như chúng tôi đến trễ. Không trễ. À nè, các cô nương vào đây đi. Mau lên. Cô hai, cô coi, thật là ngại quá. Đột nhiên lại đưa nhiều cô nương đến để coi mắt. Một đệ nhà tôi rất là bận rộn nên không có thời gian để coi mắt từng người. Chỉ cần thích là được rồi. Một đệ, để nói có phải không? Dương thiếu gia, cậu là đại thiếu gia của Long Môn Tiêu Hãn lớn nhất vùng này. Quý nhân nhiều việc lại bận rộn nữa, cho nên tôi đã dò la giùm cho cậu rồi. Cậu coi, các cô nương này đều là những cô nương trong trắng có nhà đàng hoàng. Dương thiếu gia, đây là Tiểu Hồng nhà họ Diệp. Còn đây là Mỹ Quan của Lý gia. Thôi, còn người này. Đừng nói nhiều, người đầu tiên đi. Tiểu Hồng hả? Tiểu Hồng rất tốt, tuổi mùi đó, tính rất là ít nói. Biết rồi. Cô nương này còn trinh tiết không? Nhà muội là nhà thư lại, từ nhỏ đã học liệt nữ truyền. Cô hai, vậy cô yên tâm rồi ha. Tôi biết rồi. Tới ngày đó sẽ không thiếu bao lì xì của bà. Chọn người làm vợ thì phải chọn người chất phác. Dạ. Không thể chọn người có vẻ lẳng lơ. Dạ phải rồi. Tiểu Hồng phải không? Tiểu Hồng cô đương, chúng ta ra ngoài một lát. Nóng lòng dữ vậy hả? Tên thật của cô là gì? Mùi họ Diệp, tên là Tiểu Hồng. Vừa rồi má Lý đã giới thiệu rồi. Vừa rồi nhiều người quá, làm sao tôi nhớ được. Vậy sao? Dì không nói với Quỳnh hả? Mùi và dì là bà con xa. Năm nay cô bao nhiêu tuổi? Tuổi Mùi à? Dạ phải, Mùi nhỏ hơn thiếu gia 5 tuổi. Đúng là còn trẻ ha. Thiếu gia tự khéo nói đùa, dì cũng hay khen Quỳnh. Hôm nay gặp mặt, Dương thiếu gia đúng là người xuất chúng. Tôi vô tài vô đức. Dương thiếu gia đừng khiêm tốn quá mà. Mùi nghe nói Dương thiếu gia là người trọng tình trọng nghĩa. Vậy sao? Tôi thì chưa nghe ai nói. Dương thiếu gia thật là dí dỏm quá.
Muội nghe dì nói, Dương thiếu gia đối với người mình thật lòng yêu thương, rất coi trọng. Cô còn ai nữa không? Ở nhà còn cha mẹ và đại ca. Tất cả bốn người. Gia cảnh nhà cô thế nào? Điều này cảm ơn thiếu gia quan tâm. Nhà muội cũng tạm sống qua ngày, muội cũng biết may giá nữa. Vì lần này cô thật sự may mắn đó. Dạ phải, muội phải cảm ơn gì? Ý tôi nói cô sẽ có dịp phát tài. Phát tài gì? Tiểu Hồng chưa bao giờ nghĩ đến. Bởi vì tôi mới nói cô rất may mắn. Cha mẹ của muội chỉ mong muội tìm gia đình nào có ruộng đất, có người tốt, vậy là được lắm rồi. Vậy sao? Muội không phải tham tiền của Dương thiếu gia mới đến đây. Nè, cô hiểu lầm rồi. Tôi đâu có khả năng đó. Vậy tôi có một người bạn. Quynh ấy cần được phụ nữ. Cần người phụ nữ để làm thê thiếp sao? Điều đó phải tùy vào cô. Dương thiếu gia, Quynh coi muội là hạng người gì? Nhà muội tuy không phải nhà giàu có, nhưng cũng biết chữ nghĩa mà. Tiểu Hồng, không phải người phụ nữ nào cũng có cơ hội này đâu. Không đi. Ý, có gì không hài lòng, có yêu cầu gì cô cứ nói đi. Cô nghe lời tôi, khuôn mặt của cô rất thanh tú, nhất định tác đại nhân sẽ thích, sẽ đối xử tốt với cô. Tôi là con nhà trong sạch đó. Cô nói vậy là sao? Cô nói tôi không trong sạch à? Nói tác đại nhân không trong sạch phải không? Tôi nói cho cô biết, ngày mai cô phải qua bên đó. Nếu cô không qua đó, tôi sẽ không khách khí với cô. Nếu tôi không đi thì sao? Trước tiên tôi sẽ đốt nhà của cô, sau đó giết cha mẹ của cô và đại ca của cô. Để coi cô cứng hay là tôi cứng đây. Vậy giờ tôi dọn đi. Đây là bản đồ của Trung Châu Tiêu Hãn. Tôi định đem một toán đệ tử từ con đường nhỏ này và bắt sống biểu ca. Vô sao mà làm vậy, liệu có nguy hiểm quá không? Huynh nghĩ lén la lén lút nguy hiểm hay là xông thẳng vào nguy hiểm hơn? Lần này đến Trung Châu Tiêu Hãn, một là giải quyết bản đồ. Lần trước biểu ca dẫn người về tàn sát phái Phù Tang, đại nghịch bất đạo. Hai là vì chuyện dân phu nhân bị Thế Hồng Tỷ giết. Lâu nay tôi vẫn nghi ngờ biểu ca chính là kẻ chủ mưu sau lưng. Lần này đến đó phải bắt sống biểu ca, hỏi cho rõ ràng, trả sự trong sạch lại cho Thế Hồng Tỷ. Mấy ngày trước tôi đã phái người đến theo dõi hành tung của biểu ca. Việc canh gác cũng không chặt chẽ lắm. Tôi nghĩ với lực lượng của chúng ta chắc chắn là ứng phó được. Được rồi, hôm nay nói tới đây thôi. Mọi người hãy nhớ kỹ, những gì tôi vừa nói không được tiết lộ ra ngoài, vì nó liên quan đến sự sống còn của phái Phù Tang chúng ta. Kẻ nào làm trái, tôi trục xuất khỏi sư môn. Kế hoạch này không thể lộ ra ngoài. Đương nhiên rồi, ngoài người của phái Phù Tang chúng ta, người khác sẽ không biết đâu. Hôm nay họp, muội cố tình không báo với Tang sư tỷ. Phải, huynh cũng lấy làm lạ. Đừng cho sư tỷ biết. Sao vậy? Huynh biết tại sao mà. À, huynh hiểu rồi. Tính cổ hơi nóng nảy, muội sợ cổ làm ảnh hưởng việc lớn hả? Thạch sư huynh, huynh phải để ý. Vô sông nói cũng có lý, chuyện này không thể để Tang Thanh biết được. Nhưng mà lỡ như cô hỏi đến, mình phải nói làm sao với cổ đây? Mình không thể nói là không thể cho cổ biết. Nè, phu nhân, làm gì mà đứng lẩm ba lẩm bẩm vậy? Chuyện này huynh không thể nói được. Có chuyện gì mà không nói được? Không có gì thật mà. Có phải huynh có chuyện gì giấu muội không? Không có, sao huynh lại giấu muội được chứ? Nè, về chuyện họp sao huynh lại không báo với muội? Ôi trời, tại muội đang ngủ mà. Vậy mọi người họp cái gì? Thì cũng mấy chuyện nhỏ nhặt lặt vặt trong môn phái thôi, không có gì hết. Không thể nào,
chắc chắn là có chuyện gì. Nè, có phải hôm nay có hành động gì không? Không, tuyệt đối không có. Giấu phải không? Được, vậy tới nay huynh đừng về phòng ngủ đó. Phu nhân à. Nói. Không có nói được mà. Có nói hay không? Huynh, thật sự huynh nói không có được mà. Có chịu nói hay không? Huynh nói. Nói đi, thật ra có chuyện gì? Nhưng mà vô sông biểu không được nói, không được nói ra. Huynh. Thì ra luyện độc chữ phải có dịch độc phụ trợ, cũng phải mài nó ra thành bột, đó mới gọi là lý độc diễn độc. Không được, nếu như không luyện thì ta mãi mãi không trả thù được. Chết thì chết. Để trong phòng làm gì vậy? Mở cửa ra đi. Để trong đó làm gì sao đến giờ mới chịu mở cửa? Tỷ tìm đệ có chuyện gì? Tỷ đến hỏi đệ chuyện của Tiểu Hồng. Tiểu Hồng là ai? Chúng ta vào phòng rồi nói. Nè, đi phải ra ngoài. Chúng ta vừa đi vừa nói. Tỷ hỏi đệ chuyện của Tiểu Hồng thật ra là sao đây? Tiểu Hồng nào chứ? Trời ơi, chính là cô nương lần trước để coi mắt đó. Cổ sao rồi? Đột nhiên cổ bỏ nhà ra đi, đệ có biết không? Liên quan gì tới đệ? Sao không liên quan đến đệ? Sau ngày đệ coi mắt cổ, cổ đột nhiên bỏ nhà đi. Bây giờ người nhà của cổ đến đòi tỷ trả người. Có phải đệ đã nói gì với cổ không? Không có. Nếu không tại sao cổ lại bỏ đi? Đệ không biết. Vậy thì lạ quá. Có phải đệ đã nói gì với cổ không? Đệ có yêu cổ không? Đệ không nhớ. Có phải Tiểu Hồng yêu đệ, đệ không yêu cổ, cổ giận đệ nên bỏ nhà ra đi không? Tí đừng hỏi nữa. Là đệ sắp đặt đó. Đệ sắp đặt? Bây giờ cô ấy là tỳ thiếp của Tác Phúc Định, Tác đại nhân. Cái gì? Để nói gì? Tỷ đã nói rất rõ ràng, nhưng mà tỷ cũng không hiểu à. Tại sao? Tại sao đệ lại cho Tiểu Hồng làm tỳ thiếp của Tắc Phúc Đỉnh? Nói ra tỷ cũng đâu có hiểu đâu. Tỷ biết Tắc Phúc Đỉnh là quan lớn, nhưng chúng ta cũng đâu có chuyện gì nhờ vả ổng. Nghề tư hãng của chúng ta là quang minh lỗi lạc, chúng ta làm ăn cũng khấm khá. Một đệ đệ. Tỷ đừng làm phiền đệ nữa. Một đệ, để thay đổi tới mức tỷ nhận không ra, cũng tại con dân tử la đó. Nếu không phải nó, để cũng không ra nông nỗi này. Khắc tinh, yêu tinh, kẻ nào gặp nó cũng đều xui xẻo. Tỷ nói bao nhiêu lần rồi, đừng nhắc tới cổ nữa. Thiếu gia, cậu ở đây thì tốt quá. Có chuyện gì? Một tổ tư đầu của Trung Châu tư hãng tìm cậu, kêu cậu lập tức tới đó. Có nói gì nữa không? Hắn không nói gì, nhưng nhìn có vẻ giận lắm. Chuẩn bị ngựa. Dạ. Nè, chúng ta còn chưa nói xong mà. Mau huynh, huynh có chuyện tìm tôi à? Ngươi còn dám hỏi ta? Ngươi đã tìm phụ nữ gì cho Tác đại nhân? Tác đại nhân không thích sao? Bao nhiêu người không tìm để tìm liệt nữ cho ổng. Ngươi có biết cô ta đã tự tử chết ở Tác phủ không? Không phải chứ. Không phải chứ. Ngươi có cần đến Tác phủ nhận xác không? Làm chút chuyện cũng không xong, khó trách thương tử ngươi bỏ đi theo người khác. Chúng ta bao nghĩ cách giải quyết chuyện này mới được. Chúng ta. Ngươi có biết ta đã bị Tác Phúc Đỉnh chửi xối xả vào mặt không? Ta cảm thấy lời ông chửi ta nên tặng cho ngươi mới đúng đó. Đúng là đầu óc heo. Là chút chuyện không xong, ngươi còn biết làm gì nữa?
Mấy chuyện định mệnh này tôi chưa từng làm nên đâu biết làm đâu. Cái gì? Ngươi chưa từng làm, ta đã làm sao? Tôi không có ý đó. Ngươi không có ý đó? Được, chúng ta ra ngoài tỉ thí. Kẻ nào có bản lãnh thì không cần làm chuyện đó. Bồ huynh, ngươi đừng nói nữa. Theo ta ra ngoài. Đánh đi, có tài gì thì hãy đổ ra hết. Bồ huynh, thực tình tôi đánh không lại. Ta bảo ngươi ra tay đi. Sao không đánh lại? Thực ra tôi đánh không lại huynh, làm sao đánh lại được? Không được tích sự gì. Ta nói cho người biết, đừng gây phiền phức cho ta nữa. Người cút đi. Xin lỗi vô tổng thiếu đạo. Phải đào đường hầm cách Trung Châu Kiêu Hãn 3 thước, như vậy mới bắt được Mô Tôn Đạo. Đường của phái phù ta, chắc họ đến tìm Mô Tôn Đạo. Cứ để họ tàn sát vào. Vô xong à? Hôm nay mọi người đến Trung Châu Kiêu Hãn quan sát, đã tìm được nơi tốt nhất để đào đường hầm rồi. Tốt, vậy lần này kế hoạch của chúng ta càng nắm chắc phần thắng. Vô xong à? Huynh vẫn thấy hơi lo. Thạch sư huynh lo lắng điều gì? Dù sao mà kế hoạch của chúng ta lần này không phải là chuyện tầm thường. Huynh nghĩ có cần nhờ Mạnh Nguyên Siêu giúp đỡ không? Không cần. Đây là chuyện của phái phù tăng chúng ta. Hơn nữa Mạnh đại ca cũng vẫn nhiều chuyện của mình. Nhưng mà Thạch sư huynh, có phải huynh không tin tưởng khả năng của chúng ta? À, không, huynh không có ý đó. Không phải là được rồi. Huynh mau nghỉ ngơi đi. Tối nay gọi mọi người tập hợp ở đây để cùng xuất phát. Vô xong à? Yên tâm đi sư huynh, chúng ta nhất định sẽ thành công. Sao? Mạnh đại ca. Ừ? Sao huynh lại đến đây? Huynh có chuyện phải làm, tình cờ đi ngang qua đây nên tới thăm muội thôi. Không ngờ muội lại đang luyện công. Xem ra võ công của muội tiến bộ rất nhanh, không giống như huynh không có tiến bộ gì cả. Nè, võ công huynh rất cao, muốn tiến bộ dĩ nhiên là khó. Còn võ công của muội rất tầm thường, luyện một chút là có tiến bộ rồi. À phải, lần trước chúng ta từ biệt nhau, huynh đã suy nghĩ nhiều những điều muội nói. Muội nói gì? Mùi quên rồi sao? Chuyện của Liên Thể Hồng đó. Chuyện đến giờ có tiến triển gì không? Quynh nghĩ nhiều lần, cảm thấy Mâu Tôn Đào đáng nghi ngờ nhất. Cả Quynh cũng nghĩ như vậy hả? Chuyện lần này Quynh làm có liên quan đến vụ án này. Cách Đồng Quan 50 dặm có một thợ rèn kiếm rèn đao rất nổi tiếng. Họ nói với Quynh, binh khí của phái Phù Tang chỉ có thợ làm kiếm của Phù Tang mới biết rèn, nhưng nghề này đã thất truyền ở Trung Nguyên lâu rồi. Tuy lúc Liên Thể Hồng đã chết nói cho mọi người dân phu nhân là do cổ giết, nhưng huynh cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Mạnh đại ca, cảm ơn huynh đã quan tâm tụi muội. Muội đừng nói vậy. À phải, lần trước Tử La hơi nóng nảy với muội, muội đừng trách cổ. Huynh không nhắc, muội cũng quên nói với huynh, do cô nương có đến đây tìm muội, cổ đã xin lỗi muội. Tử La đến tìm muội à? Ừ. Mạnh đại ca, bây giờ dân cô nương cô đơn một mình, huynh phải giúp đỡ cô.
Bây giờ Huynh có nói gì cô cũng không nghe. Con người cô rất cố chấp. Hơn nữa bây giờ có Mậu Huynh bên cạnh cô rồi. Cô có nói Mậu đại hiệp giúp đỡ cô rất nhiều. Huynh biết. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Vô xong mà. Chuyện của dân phu nhân. Ý, nếu như vậy, chuyện này là chuyện của phái phù tang tụi muội. Mạnh đại ca, muội đừng nhúng tay vào nhé. Nhưng chuyện này rất có thể liên quan đến Mâu Tôn Đào. Muội thừa biết con người này rất tàn bạo, hơn nữa là quỷ kế đa đoan. Muội sợ muội không phải đối thủ của hắn. Muội biết rồi, muội sẽ cẩn thận. Nhưng mà huynh vẫn không yên tâm. Sao lại không yên tâm? Huynh sợ hắn sẽ lợi dụng tình cảm của muội. Không có đâu. Nếu hắn muốn lợi dụng điểm đó thì hắn đã lầm rồi. Muội đã nhìn rõ bản mặt của hắn rồi mà. Vậy thì tốt. Vô xong rồi. Bây giờ muội chững chạc hơn nhiều. Nhưng có nhiều chuyện không phải một cô gái có thể đối phó được. Đừng bao giờ ra vẻ anh. Không có đâu. Thật lòng muội biết phải làm sao mà. Được rồi. Nè, nếu phái phù tang có hành động gì phải báo cho huynh biết ngay. Được, muội biết rồi. Nè. Hả? Muội đi đâu vậy? Muội chờ ở đây thì sẽ biết mà. Không được, hôm nay huynh nhất định phải nói cho muội biết. Muội à, nghe huynh nói đi. Hãy ngoan ngoãn ở đây chờ đi. Hành động của phái phù tang có lần nào không có muội? Tại sao lần này không cho muội đi? Huynh nói đi, muội là gì của phái phù tang? Huynh nói đi. Muội là người có công lao lớn nhất ở phái phù tang, ai cũng kính trọng hết. Có điều lần này muội không thích hợp đi thôi. Có gì mà không thích hợp? Không lẽ vô xong không tin tưởng muội? Trời ơi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, huynh đi nha. Anh nè. Huynh giỏi lắm. Chúng ta vợ chồng 10 năm thiệt là uổng công mà. Cả điều này huynh cũng nhớ mồi nữa. Được rồi, để huynh nói cho. Huynh nói đi. Huynh nói cũng được. Nhưng muội nghe rồi thì thôi. Không được nói cho ai biết và không được ra ngoài đó. Lần này mọi người đi bắt sống Mâu Tôn Đào. Hay quá. Nhỏ tiếng một chút đi. Huynh nói cho muội biết, vô xong sợ tánh nóng nảy của muội sẽ làm hỏng việc lớn đó. Muội có hiểu không? Trời, được. Muội biết rồi. Huynh đi. Mục đệ, gần đây đệ bận rộn quá hả? Lâu rồi đệ không có dặn cơm. Đệ đã làm mấy món rất là ngon. Đệ phải ăn nhiều một chút đi. Ê trời, vết thương trên cổ của đệ. Đệ không cẩn thận nên bị thương. Đệ có thể gạt người khác nhưng không thể gạt tỷ. Có phải do Mâu Tôn Đào gây ra không? Có phải là đệ so tài với hắn không? Ai nói với tỷ vậy? Trong Tiêu Hãn biết bao nhiêu người, ai cũng có thể nói với tỷ. Đệ đó, thật là không biết lượng sức. Bây giờ đệ đâu phải là đối thủ của hắn đâu. Nhưng mà chúng ta cũng không thể để người ta ức hiếp mãi được. Không lâu nữa. Hay là tỷ giúp đệ nha. Thật ra đệ hoàn toàn có thể thay thế hắn. Tỷ nói cái gì? Đệ có làm á thì phải làm một việc lớn. Sau này chúng ta đừng cấu kết với Mâu Tôn Đào nữa. Không lâu nữa là để có thể ngồi vào ghế của hắn rồi. Tỷ à, tỷ đừng nói lung tung nữa có được không? Tỷ không có nói lung tung. Từ đầu tỷ đã suy tính rồi. Tên Mâu Tôn Đào chỉ dựa vào Tắc Phúc Đỉnh thôi. Hắn có thể nịnh bợ Tắc Phúc Đỉnh, sao chúng ta lại không thể? Long môn Tiêu Hãn của chúng ta đâu phải là tầm thường. Đi thấy phiền lắm rồi. Tỷ đừng bày trò đó nữa. Tỷ sẽ có cách mà. Để có cách gì tốt? Một đề. Đừng lo rồi. Ý, chỉ ăn có vài miếng thì đã no rồi sao? Tôi có biết tại sao ngươi hay bị người ta ăn hiếp không? Vì võ công của ngươi kém.
chúng tôi đã đào được hầm thẳng vào trung châu tiêu hẳn. Trên phòng có mâu tôn đào rồi. Làm tốt lắm, tôi xuống đó trước. Quỳnh đi cùng với Mũi. Không cần đâu. Không được đâu, Mũi là trưởng môn, không được mạo hiểm, lỡ có sơ suất gì. Mũi sẽ có sơ suất gì chứ, mọi người đi theo có ích gì. Mũi tin hiện giờ võ công của Mũi hơn hẳn biểu ca, mọi người đi theo sẽ khiến cho Mũi lo lắng thôi. Nhưng mà... Đừng nhưng mà nữa. Mọi người đừng canh chừng, để Mũi không phải bận tâm thì càng tốt hơn. Vậy Mũi hãy cẩn thận nha. Ra đây đi. Vô xong, lâu nay vẫn khỏe chứ? Thì huynh có chuyện gì? Tôi đánh bắt huynh về. Muội nhớ huynh, muốn huynh theo muội về. Chẳng thà muội ở lại đây, huynh cũng rất nhớ muội. Nói cái chết của Tôn Sư Thúc và Thể Hồng Tỷ liên quan đến huynh không? Phải, tất cả mọi chuyện đều do huynh làm. Huynh làm tất cả mọi chuyện đều vì Mũi. Vì tôi? Vì tôi mà huynh làm những chuyện bất nghĩa như vậy sao? Vì huynh coi trọng Mũi, huynh phải chứng tỏ cho Mũi thấy tài năng của mình. Bây giờ Mũi là trưởng môn phái Phù Tang, không còn như trước nữa. Còn huynh, huynh liền bạn làm những chuyện đó vì không muốn có khoảng cách quá xa đối với Mũi. Không, tôi sẽ không tin huynh nữa đâu. Vô xong, những lời này huynh hãy giải thích với đệ tử của phái Phù Tang đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.